chuyện gì mà ồn ào quá chị? Sáng sớm đã hành xác rồi sao? Hai đứa không có việc gì khác làm à? Dạ tập cho khỏe cô. Dạ con thấy Julian tập cho nên tập theo cô. Sau này thân hình con sẽ giảm dở như Julian. Cô thấy giảm dở sexy quyến rũ không? Phải, quyến rũ như trái đu đủ. Đổi tay đi, đổi tay đi. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Dạ. À, dạ em cảm ơn. Trời ơi. Vụ gì vậy My? Cái công ty em bữa em đi phỏng vấn đó, mới gọi điện thoại thông báo em rớt nữa rồi. Sao mà số em xui dữ vậy nè, phỏng vấn ở đâu cũng rớt hết trơn. Trời ạ. Lên cho một cục tạ đi. Điên quá. Bé My bị tưng tưng luôn rồi. Người ta mới thông báo bé My là rớt phỏng vấn nữa kìa. Tội nghiệp con bé. Ôi mà giống buồn. Người đáng thương quá. Tội nghiệp bố à. Hay là mình tổ chức tiệc nướng đi. Dù xả xui cho bồ, dù chúc mừng tôi đậu quảng cáo luôn. Bà mới đậu quảng cáo hả? Ừ. Chúc mừng bà nha. Vậy là ăn thịt nướng là phải bao mọi người rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Ê, vậy là ăn thịt nướng thiệt hả? Trời anh cũng đang thèm thịt nướng nữa. Ê anh nói nghe nè, không mấy em rớt phỏng vấn ngoài hoài đi là anh được ăn thịt nướng ngoài hoài luôn á. Thịt hả? Ai My giúp tôi lùa mấy áo khoác trên mạng đi. Chứ bữa giờ tôi tìm không có mấy cái nào cho. Dạ yeah, hả? Đi 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 lên. Tôi lựa cho mấy cái vụ mà lựa đồ là nghề của tôi mà. Trời ơi, thịt nướng, có thịt nướng là có tất cả nha. Ngộ quá ha. Mới sao? Ngồi đây khóc ôm đầu bù lu bù la. Giờ cho ăn cái là nín liền luôn. Con gái bây giờ sao đơn giản quá ha. Sao không cho nó ra luôn? Thúi. Thúi. Cookie. Cũng bộ mang đi đâu rồi giờ? Đi học bù lại. Không thôi lần này á ở lại môn lần nữa. Ừ. Nhớ chừa đồ ăn kèm á nha. Chừa cho cái dĩa thì có. Em nghe hết rồi đó. Đi ra ngoài chuẩn bị tiếp đi. Tao mấy hả? Ồ, chú nè. Tối nay con dắt Tâm Anh qua chơi nha. Ừ, tại mọi người định mở tiệc thịt nướng á, ngon lắm. Ăn tiệc thịt nướng hả chú? Quá, cất tiệc thịt nướng hả chị? Nhưng mà tối nay con phải ở nhà nấu cơm rồi. Cho nên là chắc không đi được đâu chú ơi. Tâm Ý à. Chú chờ con xíu nha. Dạ, cô nói cái này. Dạ, chú chờ cô. Tối hôm nay cả gia đình ăn tối ở ngoài hết rồi, con không cần phải nấu cơm nha. Cô dắt Lam Chi ra ngoài gặp bạn xong cũng ăn tối ở ngoài luôn. Dạ. Nè, có bận gì thì cứ làm đi. Dạ, con cảm ơn cô. Lạp Chi, nhanh lên, còn đứng đó nữa. Dạ. Cái con nhỏ này. Anh nhanh lên đi. Nhưng mà đang ngồi ngoài nữa. Đi mau lên. Cô đi cẩn thận nha cô. Cô đi nha hai đứa. Dạ cô. Chú ơi, con đi được rồi. Dạ. Tối nay gặp chú nha. Dạ. Hay quá, vậy là mình được ăn tiền thịt nướng đúng không chị? Ừ. Yeah. Alo, là chú nè, chú nhờ con việc được không? Dạ. Đi chị, đi nhanh đi chị. Bây giờ chị phải đi tới bệnh viện đưa đồ cho chú sĩ rồi. Em tới nhà chú Julian một mình đi nha. Đi một mình hả chị? Chị xong rồi chị qua với em liền nha. Dạ. Chị đi sẵn đồ nha. Cảm ơn con, cứ nghe đợi chú nha. Chú. Chú xin lỗi, chị để con phải đợi. Dạ không sao đâu,
Mà công việc tốt hả chú? Tốt lắm, cũng may nhờ con đem tới. Dạ không có gì, mà mai mốt chú cẩn thận hơn nha. Ngày nào cũng vậy, không biết đầu óc chú để đâu nữa. Hả? À được rồi, chú sẽ nhớ lời con dặn. Dạ. Mà con cũng lạc hậu lắm á nha. Dạ. Cái việc gửi email không con còn không biết nữa. À thôi vậy bây giờ đi ăn với chú ha, để chú gọi cô. À dạ thôi chú ơi, ở nhà mình đi ăn hết rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy còn bé Tâm Anh? Dạ chú Julian có rủ con với Tâm Anh qua bên đó ăn, nhưng mà con chuẩn bị đi thì chú nhờ đem đồ lên cho chú. Vậy bây giờ con qua bên đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi đừng đi, đi ăn một mình buồn lắm, đi ăn với chú nha. À, dạ thôi để con chạy qua đó cũng được mà. À, thì cũng là ăn thịt nướng thôi mà, đi ăn với chú đi. Với lại con thích ăn thịt nướng lắm đúng không? Dạ con thích lắm. Vậy mình đi ăn thịt nướng, lâu rồi chưa có ăn. Mắc cười quá ha. Dạ. Mặt con á. Mặt con bị gì hả chú? Nè coi chú nè, đây. Mặt con là mặt chú nha, nhìn cho kỹ nha, nhìn nè. Làm gì mà căng cái vậy? Nè coi nhìn chú học hỏi nha. Mình nướng thịt mình khoan thai thôi, bình thường nè, thấy chưa? Đó, dạ, con biết rồi. Chú để con nướng cho. Thôi được rồi, để chú nướng cho. Thôi con biết rồi, con nướng cho, con nướng được mà. Được rồi, để chú nướng cho. Nè, bây miếng chín này nè. Cắt con ăn đi. Dạ. Bỏ đây nè. Rồi, uống lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ. Chị My. Chị My có hai người đó. Đi học về sớm. Đàn bà con gái gì, ăn xong hãy nói, vừa ăn vừa nói văng lum la ăn được nữa. Thế rồi. Tại vì tính tôi á, thầy thấy làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang đói bụng á, đi học giờ đói bụng chết cũng mang cái hăng rồi. Nóng quá. Từ từ ha. Đói bụng quá chịu không nổi. Chưa thấy ai phụ nữ như cô luôn á. Chị ơi, cho em chai rượu gạo. Cái gì? Tôi kêu trà đá rồi mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Dạ. Cảm ơn chị. Được rồi, cảm ơn chị. Thử này ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hều à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết 100%. Con không biết uống á, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, con uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết bên tay vậy. Vô, 1, 2, 3. Em sợ say quá. Không có say đâu, nghe lời chị, nhanh lên, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá, 100% nhắm thôi chị giận á. Con không uống được, đừng uống nha. Uống được không sao đâu, nhẹ hèo, 2, 3. Vô, uống đi, 100%. Trăm phần trăm chưa? Ngon, 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 ngon. Uống thêm vô, uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được đừng uống con. Uống vô, uống vô, uống vô, uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây, đây, chị đó thêm cho. Đó. Nè, có uống được đừng uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con uống miếng nè. Nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Tự nhiên uống trà đá anh kia. Mắt công trở thành người cô gái bãi biển. Chú Julian. Sao con? Con tự đi về một mình được mà. Ôi đâu có sao đâu, tại vì sẵn đây là mọi người đi dạo luôn mà. Đúng rồi đó, hồi nãy ăn nhiều quá, bây giờ đi cho nó tiêu bớt. Với lại á, không khí hôm nay cũng mát mẻ nữa, đi dạo về ngủ ngon hơn. Nè, mày còn thấy không? Hết cái con đường ngô viên này á là tới nhà con rồi. Dạ. Chú có thêm cái miếng thịt này nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà.
Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống. Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị Mai, chị đừng có nhìn em. Mặt chị hề quá à. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao không vậy? Ê, con sao không? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được tiểu uống. Chân nghe quá sao không vậy? Tao bị nó tè rồi. Sao? Sao vậy? Sao em? Nó dầu sức cho nó đi. Chị. Chuyện cái gì nữa mà chị? Uống không được đừng uống. Uống là khóc, uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Được rồi, cô được xin lỗi rồi. Cô xin tâm sự. Được rồi, bình tĩnh. Ủa cậu? Gì vậy cậu? Bây giờ con giữ hai người này giùm cậu nha. Bây giờ họ say quá rồi, để con ra cậu lấy xe. Con giữ hai người này hả? Ừ. Lẹ lẹ. Rồi, cậu đi nha. Ơi, cậu! Cậu đi nhanh! Ơi! Ai ơi! Ủa cái gì vậy? Dí thơ thơ! Cô sao vậy? Đau! Đau hả? Cố gắng đứng dậy đi! Ôi, dầu sức nữa! Đâu vậy? Đi lên kia. Cậu bé Quyên dễ thương quá. Mà cái cây dễ thương quá. Nè, mỗi lần chị xỉn là chuyện vậy á hả? Ơi nè, chị. Ôi hả? Xin lỗi. Thôi đừng ngồi lên xe nha. Đợi đi, gán đi. Đừng ngồi lên xe. Chạy nhanh nhanh cậu ơi. Làm cái gì vậy? Ơi, nè. Đi vô đây, nguy hiểm lắm. Đi vô, nguy hiểm lắm, cúi đầu xuống, đi vô. Còn hiểm đó. Ơi, đút cái đầu vô, nguy hiểm lắm. Cô, đút cái đầu vô. Làm như là nhiều chuyện buồn lắm vậy. Nín đi. Alo, chị ơi, em tới rồi nè. Dạ. Chị. Trời đất ơi, bộ lại say nữa hả? Chị lại say nữa rồi. Nè, giỏ nè. Đưa chị vô vòng vòng đi. Cảm ơn em nhiều nha. Đi. Chào chồng. Cô xin lỗi mà. Cô xin lỗi. Cái gì vậy? Ơi. Đưa đi.
Chẳng còn thời gian nữa.